hoặc một phần hội đồng nhà giáo của chúng ta. Xin thay mặt cho ban chấp hành lâm thời Hội Kiều giáo chức trường Đại học Tân Trào, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, tất cả các bác, các anh, các chị Kiều giáo chức của trường Đại học Tân Trào qua các thời kỳ đã về tham dự đại hội lần thứ nhất Hội Kiều giáo chức trường Đại học Tân Trào nhiệm kỳ 2023-2028 sức khỏe, an khang, tiếp tục tham gia để phát triển hội ta ngày càng lớn mạnh. Mở đầu chương trình, thầy và trò trường Đại học Tân Trào sẽ gửi đến quý vị đại biểu, tất cả các anh chị, cựu giáo chức một số tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội. Xin quý vị, mời quý vị cùng thưởng thức. Thánh Kinh Nhân Dân sáng tác Hoàng Vân, biểu diễn Hà Linh cùng tốc múa. Sau đây, chương trình xin phép được bắt đầu. Do hội viên đóng góp dự kiến là 100.000 đồng trên hội viên.